Thị trường hôm nay, thị trường đáo hạn phái sinh ngày 15 tháng 6, một ngày giao dịch khá là hoài nghi nhân sinh. Khi mà hôm nay nếu anh chị nhà đầu tư chúng ta lựa chọn là bán full 100% tiền, thì có phải anh chị vào cuối phiên hôm nay đã cảm giác nó hơi sai sai rồi không? Nó hơi sai sai ở đâu? Đó là khá nhiều cổ phiếu bắt đầu vượt đỉnh và tăng tiếp. Ví dụ như thậm chí anh chị thấy con VND không? Hôm qua nó mới giảm mà hôm nay nó tăng lại. Rồi cảm giác nó sai sai ở đâu rồi phải không? Hay là gì? Hay là các cổ phiếu dầu ai cũng chê nó xấu? Và hôm nay nó tăng rất là kinh, phải không? Nó tăng rất là kinh. Hay là cái con Dabaco thậm chí bây giờ ngày mai là nó vượt đỉnh luôn rồi. Vậy thì có phải là giai đoạn thị trường này nếu chúng ta cứ sao hô ngày mai nó sập chắc rồi, sau đó cầm 100% tiền, thì có phải là chúng ta đang bị sai lầm không? Và liệu chúng ta có phải mua lại ở cái vùng 1130, 1150 trở lên hay không? Thì đó là cái phần bản tin hôm nay, bản tin tối. Thì xin chào anh chị nhà đầu tư, mình là Nhật Quang, sẽ cùng đồng hành và phân tích cái thị trường này hôm nay cho anh chị chúng ta có cái góc nhìn cụ thể nha. Thì đây là cái tiêu đề của video hôm nay ha, sự xác nhận đầu tiên. Thật ra xác nhận ở đâu? Đó là xác nhận ở con Dabaco. Anh chị có thể nói những cái con này nó không có giá trị nhiều do nó là cổ phiếu riêng lẻ, hay là con BVS nha. BVS ở đây không thấy hiện ở trên cái màn hình này. Thì đây, mình gõ vô BVS nha. Đây, vượt luôn rồi, không vượt đỉnh luôn rồi, thậm chí là tăng rất là kinh. BVS, BVD, rồi gì nữa, mấy con như CIZ thì nó đang hồi lại, coi như là chưa tính vào. Chúng ta sẽ nói ở đây, chúng ta sẽ nói là con VND. Thì tại sao lại là những cái sự xác nhận đầu tiên? Thì anh chị phải hiểu khi cái thị trường nó tăng á, nó bắt đầu nó kết thúc cái nhịp điều chỉnh và bắt đầu nó vượt đỉnh, nó tăng tiếp á, thì những cái con mà đầu tiên vượt lên nó sẽ báo hiệu là gì? Cái dòng tiền đang trở lại thị trường và không hề có điều chỉnh, xác suất nó điều chỉnh không cao. Vì sao? Vì người ta, anh chị phải biết là người ta khi kéo lại những con này thì người ta phải hiểu, hoặc là ít nhất là cá mập ở trong những cái con này nó phải hiểu là gì, là thị trường chúng ta sẽ không có biến. Nếu thị trường chúng ta có biến, dạy gì nó kéo, phải không? Anh chị thấy con Dabaco ở đây không? Nếu nó biến thị trường mình xấu, phải không? Thị trường mình xấu và thị trường mình sẽ sập thì việc gì phải đổ tiền vào kéo, trong khi đạp xuống cái cho nhà đầu tư bán hết, phải không? Tuy nhiên nếu ở đây nó lại kéo như thế này thì có phải là nó thể hiện là gì? Thị trường mình không sao và xác suất thị trường mình tăng tiếp. Trong cái bản tin tối hôm qua, tuần đáo hạn phái sinh, Penny tận thế nguyên nhân hậu quả, Quang có làm 21 tiếng trước ở đây nè. Quang cũng có nhấn mạnh với anh chị là cái nhóm dầu khí, đúng không? Sang tuần bên mình sẽ đầu tư, nhưng không ngờ là hôm nay nó lại tăng tiếp. Và hôm trước thì Quang có viết thêm một cái bản tin khác, là bản tin của ngày bữa thứ mấy, đó là bản tin thứ ba phải không? Là ngày 14 tháng 6 thì Quang có nói là gì? Dòng tiền luân phiên ngày mai mã nào tăng, đúng không? Anh chị thấy ở đây không? Đó là gì? Đó là sự luân phiên của một cái uptrend. Nhưng cái uptrend hay là một cái xu thế tăng mạnh của thị trường á, thì thường nếu mà dòng tiền nó cứ xác nhận nó luân phiên hoài như vậy thì rất là khó nó có thể giảm mạnh, mà nó chỉ có thể là gì? Điều chỉnh luân phiên giữa các ngành nghề. Ví dụ ha, hoặc là anh chị phải chú ý, ví dụ anh chị thấy con BCG nó giảm rất mạnh không? Nhưng anh chị mua ở đâu? Ví dụ anh chị mua tại nền ở quanh đây, sau đó lên đây anh chị chốt lời thì bây giờ anh chị có mất gì không? Anh chị đâu có mất gì đâu. Nhưng nếu anh chị bỏ qua tất cả các yếu tố quản trị rủi ro và anh chị suy nghĩ là con này nó đã lên cái đoạn này 20%, thì nó sẽ tăng cho tôi thêm 20% nữa và nó không có đợt điều chỉnh nào, thì có phải anh chị đã trả giá rất là đắt không? Lỗ thì bây giờ là hơn 10% rồi, phải không? Hơn 10% từ cái giá 10.8 mà bây giờ còn có 9.7 thôi. Không ai nghĩ nó có thể lũng 10, và nó lũng 10 được rồi đó. Hay là những cái con khác, ví dụ như là gì? Ví dụ như chúng ta đam mê đầu cơ Penny, và bây giờ chúng ta sẽ thấy đây là đam mê đầu cơ Penny đó, thì nhìn chung đó là cái gì, những cổ phiếu đầu cơ thì phải chấp nhận cái mức độ rủi ro rất là cao. Hay là việc là mua và bỏ qua những cái yếu tố về quản trị rủi ro, sau đó phải nhận những cái hậu quả trong ngắn hạn. Ví dụ như bình thường người ta mua ở những cái điểm thấp, thì bây giờ nếu anh chị không chốt, anh chị dẫn lời qua chị Hoàng. Nhưng nếu anh chị bỏ qua tất cả các yếu tố rủi ro và không bao giờ không suy nghĩ đến vấn đề là gì, nếu mình mua ở trên đây thì ai là người lỗ trên thị trường, đúng không? Tại vì tiền nó chỉ chạy từ túi người này qua túi người kia, chứ tiền nó không tự sinh ra, không có định luật nào tiền nó tự sinh ra trên thị trường này cả. Đó, và chúng ta mua ở đây tức là chúng ta đem tiền của trong túi của chúng ta đi mua hàng lại của những cái người chốt lãi ở bên dưới đây, và khi chúng ta đang lỗ và chuẩn bị canh cắt lỗ thì người ta gom lại hàng dưới đây, và có khi mình cắt xong nó tăng tiếp, đó, mình cắt xong nó tăng tiếp. Nhưng sẽ có một trường hợp anh chị nói vậy thôi tôi không cắt, nhưng mà anh chị có bao giờ suy nghĩ là nếu anh chị không cắt là nó giảm tiếp chưa, phải không? Anh chị có bao giờ, anh chị nhớ năm 2022 không? Đó, hình dịch chung đó là nhà đầu tư chúng ta sẽ rất là lưỡng lự khi nó về dưới đây. Đó là cái điều không nên trong việc đầu tư. Nếu mình không mua ở trên đây thì làm sao mình có ở dưới đây, phải không? Đó là cái điểm mà mình sẽ phân tích cho anh chị kỹ nha. Đó, nãy giờ đó.
Đó là cái điểm mà mình đầu tư thì mình phải chú ý. Đôi khi đúng cổ phiếu nó vẫn tăng nhưng phải lựa những cái điểm gì? Những cái điểm zig zag hợp lý, zig zag hợp lý để vào thì có thể là vài phiên nữa lại vào nó được. Nhưng mà người ta lại cắt lỗ, người ta lại cắt lỗ. Hay là những phiên hôm qua đó, hôm qua có phân tích cho anh chị đó, dầu qua nói là ôi mấy phiên ra tới là rất là đẹp, chúng ta chuẩn bị canh mua nha. Không ngờ nãy nổ luôn á, quá trời là quá trời quá tưng đó mới mua đó mà nay nó đang lưu rồi thì không biết mua được không. Nhưng mà rõ ràng là khi ai cũng chê nó và khi ai cũng nói là giá dầu thế giới này nọ rồi mọi thứ nó xấu lắm thì dầu này nó đánh đó anh chị thấy không? Tức là dòng tiền nó rất là luân phiên, có khi vài hôm nữa lại tới bất động sản ta, có khi ngày mai bất động sản lên lại đó, có khi ngày mai bất động sản hay là hết hay những cái ngành hôm nay anh chị bán háo, có khi ngày mai tăng tiếp, nó tăng tiếp và nó buộc anh chị phải sao? Phải mua lại tới 1130, 1140 trở lên. Vì sao? Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi phân tích cái đồ thị để cho anh chị mình hiểu nha. Thì hôm nay qua sẽ bổ sung thêm một cái đường EMA, đó là đường EMA 200. Thì anh chị nhà đầu tư chúng ta đợt này thích EMA 200 hơn EMA 150 thì qua sẽ bổ sung thêm cái đường EMA 200 vào cho anh chị nhà đầu tư. Đó là cái đường màu đỏ này nè anh chị thấy không? Thì hiện tại thị trường chúng ta vượt qua đường màu đỏ và có những cái nhịp rung lắc đầu tiên ở bên đây. Tuy nhiên nếu anh chị nhìn vào cái giai đoạn quá khứ của nó khi nó vượt qua cái đường này á nha. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu cái nghĩa của đường EMA 200 là gì. Thì đây chúng ta sẽ vào cái đồ thị nha, chúng ta sẽ mở vào cái đồ thị nào đó đi, ví dụ là chúng ta mở cái đồ thị và index theo qua cho anh chị coi trực tiếp ở trên đây luôn nha, bỏ hết tất cả công cụ, sau đó chúng ta chuyển qua chặt một ngày. Rồi 200 là gì? Là 200 cây nến phải không? Thì chúng ta sẽ zoom bự ra một tí, sau đó chúng ta thử dùng cái công cụ đo. Đây công cụ đo cho anh chị nhà đầu tư mình coi nè, đây anh chị sẽ thấy ở trên đây cái số hanh của nó đang bắt đầu hiện lên nè. Thì 200 phiên ở đây, đây anh chị thấy 200, đây là 200, sẽ là 297 ngày. Không, 297 ngày. Trong đó chúng ta phải tính luôn thứ bảy chủ nhật, không? Thứ bảy chủ nhật nữa thì đường ngày mai 200 sẽ đại diện cho gì? Gần một năm, không? Gần một năm hoặc là một năm xem nghe đó đó. Một năm giao dịch nha, một năm có 365 ngày. Thì trong đây giao dịch là 200 ngày. 200 ngày giao dịch không tính thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ lễ các thứ. Không? Đó là 200 ngày. Đó anh chị phải lưu ý nha. Rồi, vậy thì sao? Vậy thì với cái đường EMA 200 hiện tại thị trường chúng ta vượt qua rồi. Thì chúng ta coi lại quá khứ trong năm 20 bao nhiêu, 2020 nha. Khi thị trường chúng ta vượt qua đường EMA 200 thì sao? Khi vượt qua nó cũng có những cái đợt rung lắc. Rung xong nó sao? Nó tăng tiếp chứ đâu có giảm đâu. Không, nó phải tăng lên cái đoạn rất là xa phía trên, tức là nó phải vượt qua cái đỉnh sau cái đợt sập rất là mạnh bên đây. Anh chị thấy bên đây nó có cái đợt sập rất là mạnh không? Nó hồi lên nó có những cái đợt rung lắc rất là nhiều và khi nó vượt qua cái đường màu đỏ ở đây thì nó làm sao? Thì nó lại tiếp tục chạy. Và cái chỗ ở đây anh chị thấy có cái chỗ giao nhau giữa đường màu đỏ và đường màu xanh lơ không? Thì trong cái chỗ giao nhau này thị trường chúng ta cũng có bị rung lắc ở đây một thời gian, sau đó nó lại tiếp tục tăng. Và cái đợt tăng phía sau, ví dụ mình tính từ cái điểm giao nhau này nha, cái điểm giao nhau là giống nhau đi, thì từ cái điểm này đây khoảng cái khúc này đây tăng lên đây là tăng thêm được bao nhiêu phần trăm? Giống như hồi xưa thôi, là tăng được khoảng là 6,94% nha, 6,94%. Thì mình không tính số điểm nha, tại vì số điểm có thể nó sai trong mỗi thời gian khác nhau. Nhưng mình thử qua đây, nếu mà tăng thêm 6,94% lên tới 1.200 không? Lên tới 1.200 là khoảng 7,32%. Vậy thì từ đây 6,94 là khoảng nhiêu? Là khoảng ngay đây không? Khoảng là 1.190 á, 1.190 thì có thể nó sẽ lên tới cái vùng này. Là nó sẽ đối ứng với cái gì? Cái gấp đao ở bên trái bên đây. Cái ngày bao nhiêu? Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thị trường mình gây cái gấp đao rất lớn ở đây, chị thấy không? Bây nó có cái gấp đao nè, chị thấy không? Thì khi nó lên tới đây thì Quang nghĩ là đó là cái target của đợt này. Bởi vì bây giờ chị nhà đầu tư chúng ta cứ sợ và chị bán chị cầm tiền hết rồi thì nó tăng tiếp thôi, nó tăng tiếp thôi. Và qua cổ học và anh chị thấy là hôm qua Quang cũng có nhấn mạnh với anh chị nhà đầu tư á, đây Quang kể lại cái trend line cho anh chị coi nè. Thì sao? Thì hôm qua Quang có kể, Quang có nói anh chị á, trừ khi cái cổ phiếu anh chị vi phạm, không? Nếu không trong cái đợt đáo hạn phái sinh chúng ta gán cầm, chứ chúng ta có vấn đề gì đâu, chúng ta tự nhiên chúng ta chạy chúng ta hốt hàng quá trời. Đây Quang coi lên chị coi lại cái hình hôm qua nè. Đây nè, hôm qua Quang phân tích cho anh chị, Quang phân tích cái phái sinh rất là kỹ. Đây F1 F2 nè anh chị không? Hôm qua đảo nè, đảo F1 nè là hợp đồng hôm nay đó đóng cửa nè, đảo qua F2 là hợp đồng tháng sau, không đảo là bài 7.200. Hôm nay coi nó có đảo nữa không? Hôm nay thì qua chưa có chết lại nhưng qua thấy hồi chiều này là có đó nha, thống kê nè, hôm nay mua thêm 2.000 lon của tháng sau nè, mua thêm 2.000 nè. F1 hôm nay chốt bao nhiêu? Hôm nay chốt tận 3.400, và lúc nó chốt đó thì thị trường chúng ta cắm đầu nè anh chị không, nó cắm cái nhịp cuối cùng nè, là lúc nó chốt những cái vị thế cuối cùng của cái hợp đồng trước để nó đảo qua. Tại vì sao? Người ta không thích để trong cái ngày này người ta cho đáo hạn luôn, tại vì thị trường bây giờ chúng ta nó đáo hạn theo cái kiểu là 30 phút cuối phiên rồi, trung bình giá 30 phút cuối phiên nên nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nữa nha. Đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng chung thôi, và khi nó gây ảnh hưởng vậy chúng ta phải bình tĩnh và chúng ta xử lý và chúng ta không mua. Ví dụ như hôm nay rất là nhiều anh chị đòi bán hết thì Quang nói anh chị là anh chị bình tĩnh thôi, có gì đâu, không nhìn sơ qua các mã thì sao, bình thường hôm nay là khoảng 10 giờ mấy nè, 10 rưỡi nè, rất là đẹp, rất là đẹp, đâu có vấn đề gì nhiều đâu. Chúng ta nếu mà thật sự chúng ta quá sợ thì sao,
Trường hợp nếu full margin nè, nếu chiều tăng mạnh có thể hạ margin nếu anh chị thật sự anh chị rất sợ, tại vì chúng ta cũng không thể nói là quá tự tin là cái thị trường này nó sẽ lên chắc chắn được. Thì mình nếu mà mình sợ đó, thì sao mình sẽ hãy chốt bớt, nhưng qua cũng đâu có báo anh chị mình là chốt hết, phải không? Anh chị nói anh chị là gì, chốt 30 tới 50% nếu cảm giác rủi ro, tại vì mỗi người sẽ có góc nhìn về thị trường khác nhau và không thể bắt anh chị cầm hết được, rồi lỡ nó có biến anh chị chửi banh xác, phải không? Trong khi tôi đang muốn bán, anh có khuyến nghị thì anh khuyến nghị, nhưng anh cũng phải không được, anh không được nói gì 100%. Tại vì sao? Tại vì cái thị trường này là thị trường xác suất, làm sao anh có thể chắc chắn thị trường tăng tiếp không? Đó là cái câu nói của anh chị nhà đầu tư qua đã gặp rất là nhiều đó. Thì qua cũng có báo anh chị là nếu anh chị mà lưỡng lự thì anh chị có thể chốt lời 30 tới 50%, tại bên mình danh mục bên mình là lời không mà, đâu có lỗ đâu, phải không? Lỗ một hai con thôi, còn lại đa phần là lời hết đó. Thì anh chị có thể chốt, nhưng mà bán xong rồi tăng tiếp thì mình vẫn còn từ 50 tới 70% hàng. Nếu mình bán 30 thì mình còn 70, nếu mình bán 50 thì mình còn 50, mình có thể cover lại được. Nhưng nếu anh chị cứ bán sạch hết, người ta hôm qua qua đi trên Facebook đồ đó, người ta nói là gì, Facebook đồ người ta nói là gì, đã cầm full 100% tiền. Vậy hôm nay có phải là anh chị cảm giác là nó sai sai không đó? Anh chị đã cảm giác là nó hơi sai sai rồi đó. Ở đây thì qua hướng dẫn có con Hasako thôi, nếu anh chị ăn cổ tức thôi. Rồi chút tiếp tục xuống đây thì cái khúc cuối ở dưới đây nè, anh chị thấy nè, qua có so sánh con Nam Kim ở đây nè anh chị không? Đây là nó loạn nè, lúc 10 giờ 16.8 nè, xong tí xíu sau 10 phút sau nó lên lại 16.95 nè. Tuy đóng cửa nó vẫn hấp, nhưng mà quan trọng là chúng ta bị hoảng loạn, chúng ta xả giá hấp. Hay là anh chị thấy con hoa sen ở đây, quan ra chụp trên chị coi nè, đây là 14 giờ 04 và đây là hiện tại khúc này là khoảng 14 giờ 15 á, không, nó lên lại 16.5. Đây là hoa sen, thì đây mình sẽ nhìn lô thực tế luôn nha. Đây là cổ phiếu hoa sen, đây là lúc 14 giờ 04 phút là nó nhúng mạnh xuống 16.35. đây 14 giờ 04 mình coi lại cái biểu đồ lệnh bên đây, chị sẽ thấy nha, con này là mình là hay lấy ra nó làm tiêu chuẩn lắm đó nha. Đây 14 giờ 04 nè, đây anh chị thấy khúc này nè, anh chị mình hoảng loạn, anh chị mình sợ quá, sợ cái thị trường này nó sập á, bán 141.000 nè, cái này chắc cá mập nó xả, ví dụ anh chị bán theo thôi. Đây nè, bán tận 56.000, 57.000, không biết là ai đang bán ở đây, xong rồi có mấy lệnh nhỏ nhỏ bán theo, bán xong cái sao, kết quả đóng cửa 15.55. Kết quả đóng cửa 15.55 và giật lên, từ cái đoạn này là trên lệch bao nhiêu phần trăm rồi, và có phải bán đúng đáy không, bán đây bán đúng đáy không? Không, ví dụ ngày mai nó chạy lên là 17 thì có phải mất hàng không? Đó là hoa sen đó, đây nè, đây là 14 giờ 04 khi mà hoảng loạn và kết quả cũng khi đầu xào đầu, không có cái đâu sao đâu đó. Đó là một số cái điểm mà muốn lưu ý với anh chị. Rồi liệu ngày mai nếu thị trường chúng ta tiếp tục lình xình, sau đó cổ phiếu lại bùng nổ chạy tiếp thì mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Nãy giờ mình phân tích cho anh chị cái đường màu đỏ này nè, và cái đường màu đỏ này nãy giờ mình chưa có nói công dụng của nó. Thì cái đường EMA 200 á, nếu mình zoom lớn ra nha, anh chị sẽ để ý nha, nhìn nó hơi rõ mắt nhưng gán nhìn. Đó là gì? Nó thể hiện sự downtrend và uptrend, phải không? Anh chị thấy cái giai đoạn uptrend bắt đầu từ tính từ cái đây nè, nó luôn luôn đi trên đường màu đỏ, dù nó có điều chỉnh nó vẫn đi trên đường màu đỏ. Nhưng mà qua giai đoạn bên đây nó gãy từ cái đây thì tới bây giờ nó mới vượt qua, phải không? Nó vượt qua không phải lâu rồi. Đó. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải nhìn vào cái đó để chúng ta xác định là thị trường mình nó ok hay không. Hay anh chị thấy giai đoạn 2018 hay những cái giai đoạn trước đây nè, tăng từ trên đây là tăng suốt luôn, phải không? Anh chị thấy từ khi nó vượt qua được cái đường này tăng suốt thôi. Thì trong hôm qua trong cái buổi live stream qua cũng có báo anh chị nhà đầu tư mình á, là gì? Là khi chúng ta đầu tư cái giai đoạn này nè, chúng ta phải tập trung vào cái cổ phiếu của mình giữ, và mình phải có những cái phương án hoặc là những cái kế hoạch nó hợp lý với cái danh mục, với cái cổ phiếu của mình, chứ không thể nào mình nhìn vào thị trường mình đầu tư thị trường được. Chúng ta đầu tư, chúng ta mua cổ phiếu, chúng ta đầu tư, chúng ta kiếm lời từ cổ phiếu, chứ không phải chúng ta đi kiếm lời từ thị trường. Thị trường nó không có cho anh chị cái gì cả, không, nó là một cái tổ hợp 5-600 mã trên thị trường gì đó đó, thì chúng ta chỉ là nhìn vào nó thôi, hoặc là khi thị trường có biến thì chúng ta coi cái cổ phiếu chúng ta có biến không, chứ bây giờ cổ phiếu chúng ta không có biến và chúng ta lại đi bán thì sao? Ví dụ như dù ngày mai thị trường có giảm 20 điểm nhưng cổ phiếu anh chị xanh, vậy anh chị bán không? Đó, câu hỏi đặt ra anh chị bán không? Anh chị bao giờ suy nghĩ là nếu thị trường nó sập, cổ phiếu anh chị không giảm, cổ phiếu anh chị tăng, vậy thị trường nó tăng, cổ phiếu anh chị chắc là cũng đi lên, phải không? Đó thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự là gì? Sự thật mà. Đó, sự thật mà, nếu hàng mình không có vấn đề gì mình phải bán, hoảng loạn trong hôm nay chẳng hạn. Đó. Thì đó là một số cái điểm nha. Số cái điểm mà quan nốt ở đây cho anh chị nhà đầu tư mình hiểu á. VIN30 cũng vậy thôi, tất cả đều đã vượt qua đường EMA 200 hết rồi. Và hôm nay nhìn chung là test khá là đẹp đó. Và anh chị phải hiểu là khi nó, nếu mà nó có thật sự lên tới 1.900 ở trên đây nè, 1.800, 1.900 sao hết, nhưng mà hoàn toàn có thể nếu ngân hàng kéo thì sao? Nếu mà nó lên trên đây, liệu anh chị quay ví dụ ngày mai nó vượt qua 1.130 ở đây nè, nó vượt qua cái đỉnh 1.129 nó kéo tiếp, liệu anh chị có dám mua lại không? Hay anh chị tiếp tục ngồi cầm tiền, phải không? Sao tiếp tục nó lại lên đây nó chỉnh, cái anh chị cũng không dám mua, nó lại lên chỉnh rồi cái một lúc nào đó anh chị không chịu cũng được, anh chị nhảy lên tàu và anh chị vào đúng định. Đó, có thể là như vậy, dữ lắm đó nha. Nhìn chung là cái đó là những cái gì qua đang dự phóng thôi. Tại vì sao? Tại vì đợt này mình đang thấy có một cái hiện tượng, thật ra nếu mà anh chị để ý kỹ anh chị sẽ thấy đó là gì, đó là hiện tượng chi cổ tức.
rất là nhiều mã đang chia cổ tức hoặc là đang chờ chia cổ tức, thì đương nhiên nó phải chờ ổn, nó phải ổn định giá nó mới chia được. Nó phải ổn định giá, và đa phần các mã đều chia trong tháng 6 này rất rất là nhiều. Ra rất rất là nhiều mã đang chuẩn bị chia, hôm tuần trước cũng có, tuần này cũng có và tuần sau cũng có, chia rất là nhiều. Và sau khi chia cổ tức xong nó sẽ gặp ngay cái gì? Đó, chia cổ tức xong nó sẽ gặp ngay cái kết quả kinh doanh hàng của hàng tháng 7 ra. Tháng 7 là gì? Là quý quý 2. Quý 2 bắt đầu từ bao nhiêu? Tháng 4, tháng 5, tháng 6, 3 tháng phải không? Thì có phải tháng sau là cái tháng ra kết quả kinh doanh không? Vậy thì có phải nếu ra kết quả kinh doanh vào đúng cái dịp ngay đỉnh ở trên đây, thì có phải có cái xác suất thị trường mình nó sẽ kéo anh chị ở lại hết trên đây và nó rơi được không? Tại vì khi ra kết quả kinh doanh nếu toàn là tin tốt không, hoặc là nếu các tin rất là ok, anh chị sẽ có xu thế giữ hàng ở trên đỉnh, do mình thấy kết quả kinh doanh tốt mà có gì đâu, thì lúc đó có thể nó mới sập à, hoặc là gì, lúc đó đã chia xong hết rồi thì có thể nó mới sập. Chứ bây giờ thì thật ra là quan thấy là cái động lực để sập á chưa có, phải không? Với lại hôm qua anh chị có coi, anh chị coi Dow Jones đó nha, hôm qua qua sáng qua mở cửa là qua lướt Facebook quá thì qua có thấy là một số anh chị mình nói là Dow Jones hôm qua giảm 200 mấy chục điểm, trong đêm là giảm tới đâu 400 500 điểm á. Hôm nay chắc Việt Nam toang rồi. Nhìn chung là mình đánh chứng Việt Nam, mình uống trà đá, mình ăn cơm tấm, mình coi chứng thế giới, cho coi chứng Mỹ, và hôm nay có phải mình đi coi chứng Mỹ là mình mất hàng không? Đó, thì đôi khi đó là một số cái quan điểm của quan, và quan cũng không ủng hộ việc đu lệnh, hay là quan cũng không ủng hộ việc hô bán sạch, hay là hô full margin, tức là thuộc dạng là gì, cầm sổ đỏ. Nhìn chung là mình cứ đầu tư theo cái đúng cái phương pháp, đúng cái gì mô hình mô típ, đúng những cái nhận định rồi của mình đặt ra, thì mình cứ làm như vậy, mình làm lên 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 thôi. Khi cổ phiếu yếu hay cảm giác không ổn, có những cơ hội tốt chúng ta đảo cơ hội yếu qua cơ hội tốt, chứ không phải bán mấy con tốt chốt lời xong dồn vào con yếu nha. Đó thì nhìn chung chúng ta sẽ có những cái phương pháp để có thể đầu tư trong giai đoạn này, nhưng ít nhất có thể nói hôm nay nếu anh chị không bán thì ngày mai chị bán được giá cao, ví dụ vậy. Đó, đó là ít nhất trong ngắn hạn nha. Rồi đó là phần trình bày phân tích của Quang về cái thị trường chung này. Tiếp tục là gì? Tiếp tục sẽ đi phân tích vào các cổ phiếu bên mình đang nắm giữ nha. Rồi mình kết thúc video này thôi. Tối nay thì vẫn hẹn anh chị là 9 giờ, 9 giờ tối chúng ta vẫn ngồi và livestream với nhau, nhà livestream với nhau và nói chuyện về các cổ phiếu, phân tích về cổ phiếu và dòng tiền thị trường. Rồi ngoài ra thì anh chị xem tới đây, nếu chưa hết video nhớ bấm hết video, chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh, cũng như là nếu anh chị mà thấy cái hệ thống này nó hợp lý, không, nó hợp lý với mình, và thì anh chị có thể nghiên cứu là đổi chuyển về cùng đồng hành với Quang trong cái giai đoạn sau qua cái số điện thoại của bạn trợ lý đang chạy trên màn hình, hoặc là số điện thoại của Quang trên đây nha. Rồi tiếp tục qua sẽ phân tích BR. Nhìn chung là dầu tăng thì BR phải tăng thôi, phải không? Nó gì sao không tăng được, tức là nhưng mà hôm nay con này nó hơi khấm là nó không kéo trong phiên, phải không? Mà nó chưa kéo cuối phiên, thì con BR ở đây quan thật ra quan đang đánh giá là con BR hoàn toàn có thể sẽ có cái đợt tăng mạnh nha. Thật ra là anh chị phải biết là một cái con nó nén lâu như thế này nè, nó nén rất là lâu và cái khối lượng ở đây nó đang rất là thấp rồi, thì nếu xác nhận được vượt qua 18.1 thì sao, hoàn toàn con này có thể cái nhịp kế tiếp nha, có thể sẽ có được giá tận 22 luôn, tức là chạy lên trên trút ở trên đây, do nó vẫn chưa tăng duy nhất trong ngành. Không, cổ phiếu chưa tăng duy nhất trong ngành thì hoàn toàn mình kỳ vọng cái target dài có thể được trên 22 luôn. Còn trong ngắn hạn thì quan nghĩ là nếu mà theo cái đúng cái logic nha, đúng cái logic là mỗi lần cái đỉnh nó cao hơn đỉnh trước một tí thì con này cái đỉnh sau nó sẽ không phải là 18.0 đâu, mà nó sẽ là trên 18.5 hoặc là 18.5 trở lên. Nếu anh chị kẻ cái kênh giá này nha, kênh giá này thì con này nếu mà đánh gướng theo cái chiều là chiều xéo qua thì con này phải là chiều 18.3. Nếu mà mình kẻ cái đỉnh lên trên cái đây nè, cái trend nối đỉnh mình sẽ bắt qua vào những cái đỉnh này nè, đó thì mình sẽ ra bắt qua các cái đỉnh này thì cái target cũng phải là lên 18.7 tới 19, nên chị mình đã giữ tới đây thì ráng cầm để nó kéo lên chốt lời thôi, đừng có chốt hấp dưới đây. Qua dẫn báo anh chị là không nên chốt hấp ở đây mà. Rồi tiếp tục HHV, hôm nay Tết cung rất là ok. Hôm nay anh chị biết tại sao hôm nay khối lượng nó lớn hơn tí xíu không, lớn hơn hai phiên trước tí xíu không, chị không nổi, hôm nay chị không nổi đó, anh chị thấy buổi chiều nó rung quá không, nó rung của bạn kinh dị luôn không. Thị trường này ai mà giữ được qua buổi chiều hôm nay mà không bán tháo hoặc là không cầm full cap là cũng cũng hay lắm rồi đó. Đó thì nhìn chung con này là nó vẫn đang so le ở đây thôi, đánh lên test xuống, đánh lên chia cổ tức test xuống, phải test tại đây đang hình thành cái tam giác này chị thấy không, thì cái tam giác này điểm xác nhận là giá 14. Nếu con HHV vượt qua 14 anh chị có thể mua mới cũng được, còn đang giữ chắc chắn cứ giữ bình thường thôi, mua mới hoặc mua gia tăng gì đó vượt qua 14 test lại thì nhịp sau có thể có 15 16 để chốt lời, tức là chốt giá cao nha, thậm chí là nếu mà theo cái trend này có thể có giá 16 đó nha. Ở đây nó đang thiếu cái cây dòng tiền xác nhận cái dòng mới nha, con này xui lắm thì nó về lại giá 13 là hết đát, về lại 13 là hết đát thôi. Rồi tiếp tục là gì, con VOT, con VOT anh chị hãy tưởng tượng hôm nay nó xấu nha, thì hôm nay nó phải sụp đúng không, anh chị nhìn cái ghe nó treo leo không, nhưng nó đâu có sụp đâu, nó đâu có sụp đâu đó, vậy nó mới hay đó. Thì những cái con này thì chúng ta vẫn đang trong trạng thái là gồng lãi thôi, thì ngày mai con này nếu mà nó vượt qua 12.5 12.6 mà nó lên đó, anh chị đang có hàng có thể mua T0, hoàn toàn có thể T0 này của anh chị có thể vượt lên 13 thì chị chốt trên đây. Đó là con VOT nha, nhìn chung con VOT thì cứ giữ bình thường thôi.
Compound hôm nay bật lại và có cái dòng tiền mà tốt phải không? Đây nè, anh chị thấy quan kẻ đây nè, không quan kẻ đây không? Anh chị thấy cái tư vấn cũ không? Thì nhìn chung thì chúng ta cái nhịp mà nó giảm ở đây có nói anh chị á, bình thường thôi, không có việc gì đâu. Đúng không? Chúng ta bình tĩnh một tí, ví dụ đã bán cao rồi thì xuống đây mua lại hoặc là đã giữ cái giữ thôi. Tại giai đoạn này thì con này nó chả vậy. Đúng, con này nó chả vậy. Thì bây giờ nó lên lại và thậm chí nó còn có tiền hai cây chuối nè, không? Xuống đây nó cho chị bán ngay đấy, bán đúng ngay đấy xong nó tăng tiếp. Thì con này nó xác nhận vượt qua cái giá là 19.2. Hoàn toàn cái nhịp kế tiếp của nó nếu mà đo theo target nha. Nó hoàn toàn có thể có giá 20 tới là 21 luôn, thì mình sẽ canh chốt những cái điểm sau. Rồi, con này thì nhìn chung là giữ thôi. Hasako. Con này thì Quang có chia sẻ với anh chị hôm nay đó, thì nhìn chung là con này phải chờ cổ tức thôi. Có lẽ là ăn không nó mới tăng nha. Đây nè, con Hasako thì có văn bản thì Quang không show lại cho anh chị coi có văn bản chia cổ tức nha. Thì con này là tuần sau nó chia rồi, thì ví dụ ở đây Quang có báo anh chị nè, thì nhìn chung ăn số chẵn thôi cho nó tốt. Hình như là Quang có nghe là con Hasako Quang có hỏi lại rồi nha. Thì con này á, là khi mình ăn cổ tức hoặc tất cả cổ phiếu á, số lẻ mình vẫn bán được giá thường thôi chứ không phải là bán giá sàn. Nhưng mà để thận trọng thì tốt nhất là nên ăn số chẵn nha. Thì không biết là như thế nào nhưng mà thận trọng thì mình cứ ăn số chẵn thôi, chứ không nên ăn số lẻ mà lỡ không được thì nó lại mệt, lúc đó thì cũng không nói trước được. Hồi xưa thì là ăn số lẻ thì bắt buộc phải bán giá sàn, còn hiện tại ăn số lẻ hình như là không bán giá sàn. Nhưng mà không biết là lỡ xui tới đó nó bắt bán giá sàn thì cũng không có trách ai được. Nên thành ra là con Asseco ở đây qua có báo chị nha, chia tới hơn 30% lần. Con này chia ra rất là nhiều đó, phải không? Ví dụ là nó phải mất 4.000 hơn, gần 3-4.000 đó. Nên con này nó về giá hấp là mình có thể canh gom thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Nha, con này xui lắm thì nó về tới 18.5 giá vốn mình thôi. Giá vốn mình là 18.2, 18.1 chứ không phải là 18.5. Hiển nhiên những anh chị đang gom qua đây có thể bị lỗ nhẹ, nhưng lỗ nhẹ chấp nhận trong ngắn hạn, nó chấp nhận trong ngắn hạn thôi. Con này nếu mà ăn xong và chia xong qua nghỉ hoàn toàn có thể có 22, 23. Rồi XBT, con này thì hiện tại có một cái vấn đề. Đó là tuần sau nó chia mà bây giờ ăn không? Tỷ lệ là 1:10. Không, tỷ lệ là 10 10 cổ á, 10 cổ cho 100 á. Trend bảo toàn. Đáng lẽ hôm nay nó tăng nè, nhưng mà hôm nay nó tăng không được. Và có cảm giác là nó phải chờ thôi. Nếu mà qua tuần hay qua là ngày mai nó mà đánh được 17 đám 5 chắc bán hết luôn á. Bán hết và không ăn cổ tức nha. Ở đây thật ra bán rất là tiếc. Vì anh chị thấy cái mô hình rất là đẹp nha. Mô hình rất là đẹp và với cái mô hình này hoàn toàn ngày mai ngày mốt gì đó nó sẽ bùng nổ. Và bây giờ mình nếu mà giữ thì mình phải ăn cổ tức. Nên thành ra con này qua đang cân nhắc là có nên ăn cổ tức hay không. Đó thì ở đây thì để coi nha, để coi ngày mai mình sẽ coi giữa cân nhắc giữa cái cơ hội mới và cái con này. Nếu cái cơ hội mới nó tốt mình phải lót trước 50% hàng, nếu tốt thì sao mình thoát SBT mình đảo qua cơ hội mới. Còn nếu bên đây nó tăng tiếp hoặc là nó ok thì mình chốt lời hết cũng được. Nhìn chung con này cũng đang có lời rất là nhẹ 1-2% đó. Còn mua mới ở đây thì nếu anh chị ăn thì Quang nghĩ anh chị ăn con Hasako còn ngon hơn con SBT, phải không? Nam Kim hôm nay rủ rất là kinh, phải không? Thì cái con này nhìn chung á là anh chị biết là thật ra mấy con thép dầu gần đây nó đánh rất là ác nha, nó đánh rất là ác. Anh chị thấy cái để tăng không? À, qua đây nó rủ cho nè, rồi muốn banh sát luôn sao có thằng tím à, chị thấy cây này tăng không? Không, hay là cây này nè, nó bữa sau nó cũng đủ muốn banh sát luôn. Nhìn chung là thép dầu gần đây nó rủ rất là kinh, tuy nhiên nó không có vi phạm cái gì cả. Đây là cái gì, cái kênh giá tăng T0 T1 T2.5 hàng về rủ cho anh chị banh sát nhưng không lũng không gì cả, thì hoàn toàn ngày mai nó có thể mở cửa và chạy lên 18 tiếp. Nên con này thì chúng ta cứ giữ bình thường, nhưng mà điểm mua mới thì không có tư vấn thôi, thì con này mình gom nhiều rồi. Rồi tiếp tục con hoa sen thì nó cũng tương tự thôi. Hoa sen dạo gần đây anh chị cũng thấy là tăng, là hàng về nó cho anh chị bán muốn học máu đó. Hàng về là không muốn học máu liền luôn. Nhưng mà chung quy thì con này hôm nay nó cũng rút chân, thậm chí con này hôm nay rút chân còn khỏe hơn con Nam Kim nữa, phải không? Thì qua kỳ vọng dịp này con hoa sen có thể lên được tới gần 18 thì chúng ta chốt lời nha, chứ không có mua mới. Nam Long hôm nay tiếp tục mở biên và tăng tiếp chứ. Nhìn chung là con này nó vẫn đang cố gắng nó tăng tiếp, thì đây là cái trạng thái tốt thôi. Nhìn chung là chúng ta phải chờ nó vượt qua 35, nếu vượt qua 35 sẽ có hút tiền lên 37 thì chúng ta sẽ chốt lời lần một trên đây. Hiện tại thì anh chị gồng lãi nha, gồng lãi thôi. Rồi HAH con này hôm nay cũng tạo mô hình khá là tốt rồi ha. Thì nhìn chung anh chị mua những cái phiên ngay đây cũng hàng về rồi, tức là mua bắt hấp ở đây thì nhìn chung cũng lỗ nhẹ thôi, 1-0.1 like thôi. Thì bây giờ cũng hàng về rồi thì hàng về như thế này rất là tốt và sao, và cổ phiếu đã kiệt lại rất rồi. Thì con này nhịp kế tiếp anh chị chờ lên khoảng 48 tới 50 thì chúng ta chốt lời trên đây nha. Đó là cái con HHV, còn nếu mà xui nó tới 48 thôi nha. Rồi tiếp tục là gì, AB hôm nay cũng giờ hơi xấu nha, cũng giờ hơi xấu vì xả hơi nặng, thì chúng ta sẽ cân nhắc đó vào ngày mai. Nếu mà ngày mai con này không hồi lên tốt thì có thể là mình sẽ cân nhắc có hốt hay không. Tại vì AB nhìn cái xu thế này có thể nó phải tích lũy lại tới 2-3 tuần nữa nha. Qua đang cân nhắc để có thể đảo con AB qua con ACB hay không. Hiện tại ACB thì đang cho mẫu hình tốt hơn con AB và cái khối lượng bên đây nó đẹp hơn. Hoặc là con HD Bank thật ra cũng đẹp hơn nha. Đó, tại vì con AB cái đợt nó lên đó, qua tưởng là nó lên được rồi. Qua cũng báo anh chị tưởng 75% rồi. Và cái cây này nè, là tưởng là bữa sau nó tăng luôn nhưng mà nó lại kẹt xuống và khối lượng nó vẫn lớn. Nên bây giờ chúng ta sẽ cân nhắc trong ngày mai hoặc ngày mốt, nếu không ổn mình sẽ đảo ngân hàng khác nha. Rồi tại vì đánh ngân hàng anh chị phải hiểu á, nó tận 20 mấy mã rồi. Đây là anh chị coi cái số mã ngân hàng quá trời luôn.
thì đôi khi chúng ta mua nó sẽ khó khăn, rất là khó. Đánh ngân hàng là như vậy đó, biên lợi nhuận thật ra không nhiều nhưng mà bắt buộc vẫn phải đầu tư, ai cũng muốn là phải đầu tư ra ngân hàng mà đó. Rồi tiếp tục nha, chứ rồi quên nhầm, chúng ta trở lại các cổ phiếu nha. LCG đó, hôm qua anh chị thấy cái cây này anh chị tưởng nay sập phải không, nay đâu sập đâu, nay nó tạo mô hình rất là đẹp. Thì con này ngày mai xác nhận vượt qua 13.3 nha, 13.3 anh chị có thể mở mua mới hoặc là mua full vị thế. Trong danh mục bên mình đang giữ là 75% hàng rồi, thì ngày mai vượt qua đây anh chị mua full vị thế luôn, với target đầu tiên là nó sẽ lên khoảng trên 14, test lại thành công thì đánh tiếp 15 16 bình thường nha. LCG ở đây đang thiếu cái cây dòng tiền vô và thể ngay chân sóng, và chân sóng dòng sau có thể nó sẽ mạnh hơn chân sóng dòng đầu. Rồi tiếp tục FTS, anh chị trong room chúng ta đã có bao nhiêu phần trăm hàng T0, T1, T2.5 hàng về bảy bao nhiêu, 50% thôi, chưa chưa gì hết phải không? Nhưng mà chúng ta đã lót khá là đẹp cái con này rồi, thì con này hiện tại ngày mai nếu nó vượt qua cái giá 29.9 tới 30 thì chúng ta sẽ mua full vị thế. Còn nếu anh chị muốn mua mới thì mua mới luôn cũng được, target là lên 32 33 trước, test lại thành công sẽ có 36 37. Rồi tiếp tục CTS, CTS hôm nay thật ra có nhiều anh chị bảo nó xấu hoặc là nó không xấu nha, đây anh chị thấy mô hình qua kẻ không, giờ qua đâu có kẻ lại đâu, cái này là mô hình trong bản tin tối hôm qua kẻ đó. Thì đây đánh red lên mua lót hàng theo dòng tiền, test lại không lũng thì sao, ngày mai dòng tiền vào đánh tiếp mua full vị thế, với target là đánh lên 21 22 trước, sau đó test lại thành công rồi đánh tiếp nha. CTS dòng thứ tư của cổ phiếu này rồi. Liên Việt, con này thì là cái con tư vấn trong gì trong trao đổi, thì ngày mai cũng có thể là cân nhắc anh chị có thể đảo AB qua hay không. Thì con này nhìn chung là về cái vùng này thì vẫn là vùng gom thôi, gom 500 hàng và chờ xác nhận vượt qua cái trend này. Cái trend này hiện tại là giờ xuống giá 15 nha, vượt qua 15 là mua trước một phần rồi, mua thêm 25%, vượt qua trên 15 thì lên tới 15.5 thì mua full vị thế, nếu lên đây test lại mua full vị thế, target là 16 17 bình thường. Khối lượng như thế này không có gì xấu cả nha. Đó, thì đó là các cổ phiếu trong danh mục bên Quang sẽ có cơ hội, không có rủi ro, nhưng mà đa phần anh chị thấy các cổ phiếu đều test rất là đẹp trong phiên hôm nay và không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đến cả con CTS anh chị thấy nè, có bị ảnh hưởng gì đâu, không có bị ảnh hưởng gì đâu. Hay là anh chị nhìn bên mã chứng nè, cái mã này hôm qua Quang có nói anh chị rất là nhiều, đó là mã VCI nè, đây nè, đây là nền cũ nè, đây là nền hai nè, đây là nền ba nè, cũng test rất là đẹp rồi, đâu có vấn đề gì nhiều đâu. Thị trường này nếu mà chúng ta cứ sợ sợ không thì chúng ta sai, rất là sai. Chúng ta cứ canh các điểm xác nhận chúng ta vào thôi, chúng ta vào thôi, hoặc là chúng ta luôn duy trì là gì, 70% hàng có thể bán hoặc là có thể chạy, hoặc là trong cái danh mục chúng ta luôn có một số cổ phiếu lời lớn để nó bù lại, đúng không? Dù anh chị có random như thế nào, Quang nghĩ là trong danh mục cũng phải có một cái con lời. Ví dụ như hiện tại bên danh mục của Quang nha, có BR đang lời, rồi có gì nữa, có Hoa Sen đang lời, rồi có gì nữa, có Nam Long. Nam Long tức là bên danh mục hiện tại Quang đang giữ nha, có ba mã lời lớn và hai mã trong đó là LCG chưa lời, cũng đang quanh tham chiếu thôi, chưa lời nhiều, có không hết mấy à. Có SBT cũng tương tự, tức là không lời nhiều nhưng mà vẫn lời, thì cho dù Quang đảo thì Quang sẽ bán bỏ của SBT chẳng hạn, sau đó Quang thấy con trứng nào đẹp Quang nhảy qua mua con trứng, gọi là bắt gập vào con LCG, bình thường không, có bình thường, rất là bình thường. Tức là chúng ta chỉ đảo một trong năm mã mình đang nắm giữ. 14 mã này là gì, là để chia đều cho 200-300 người, không 200-300 người để không nặng tàu đó. Thì đó là cái cách đầu tư của Quang và cái cách Quang tư vấn, hay là cái cách đi lệnh hệ thống để chi, để chúng ta tối đa hóa được các cái vòng đánh. Chứ bây giờ chúng ta cứ ngồi đó chúng ta hold full cash, ngày mai nó kéo rồi chẳng lẽ cả room ngồi đó chờ coi phải không, rồi đợi ngồi đó coi xong rồi lên trên đây chịu không nổi hô mua, rồi hô mua đúng đỉnh rồi toàn toàn đó. Nhưng nếu chúng ta thấy mã nào không hiệu quả, thật ra anh chị nhìn vào chị sẽ biết ngay con nào không hiệu quả, BT đi không hiệu quả phải không, đúng mô hình đẹp nhưng nó đâu có tăng, không hiệu quả thì sao, thì bán bớt 50%, thấy mã chứng nào đẹp mua thêm, mua lại, sau đó nếu mà anh mã chứng đó anh xác nhận bán hết SBT nhảy qua mua mã chứng đó luôn, có tốt không? Không, đầu tư là phải như vậy, tìm cái chỗ tốt mình đảo qua từ từ, mình không nên kiên trì, không nên kiên trì, lỡ bán đã tăng tiếp sao, coi như là gì, không có duyên đó, không có duyên. Chúng ta đầu tư thì chúng ta phải tính hệ tâm linh một tí, là mình không có duyên với nó thì thôi đó, không có duyên nó thôi, vào chờ vòng sau hẹn gặp lại bạn đó, ví dụ vậy. Rồi thì đó là một số cái mà Quang muốn tư vấn cho anh chị trong cái hôm nay. Nhìn chung là thị trường hôm nay thì chắc có thể là tất cả mọi người đều thở phào. Nhìn chung thì Quang cũng thấy là bình thường thôi, tại vì hôm qua Quang cũng có nói anh chị á, việc nó đảo lon từ hợp đồng này qua hợp đồng kia á, từ tháng trước qua tháng sau là nó cũng đã thể hiện rồi. Khi chúng ta cứ sợ thì có khi lại tăng tiếp, và hôm nay thật sự là BVS hay BVD hay là Dabaco là những cái con đầu tiên nó xác nhận rồi, hay là con chứng khoán của VND nè, hôm qua tưởng xong mà hôm nay nó quay lên nè, rồi ngày mai nó kéo tiếp rồi sao, rồi mai nó kéo lên 20 rồi trở lại đúng ngay 20 đó, ví dụ vậy. Nhưng mà những con này chắc chắn là không mua được rồi đó, là HS nè, mấy con này lại tăng tiếp nè, ngày mai xác suất lại chạy lên trên 14 nè, ví dụ vậy đó. Nhìn chung là chúng ta càng sợ nó càng tăng. Anh chị thấy con HSM ở đây nó có mô hình gì, mô hình tam giác nè phải không, nó mà rét qua cái tam giác này một cái là tăng tiếp, nó tăng tiếp thôi, và chúng ta lại vẫn ngồi đó và chờ nó chỉnh, phải không, chờ nó chỉnh tới bao giờ, tại vì thị trường nó vào xu hướng tăng thì nó sẽ không có cực đoan như cái thị trường
tích lũy, tức là thị trường dưới đường màu đỏ nó sẽ không cực đoan như thị trường dưới màu đường màu đỏ đâu, và nó sẽ không phải như giai đoạn phía trước đâu, càng lúc nó sẽ càng đi lên thôi. Đó là cái xu thế chính của cái thị trường tăng giá, như thị trường tăng giá rồi đó. Và cũng không được ảo tưởng nha, vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc. Ví dụ anh chị thấy danh mục mình xấu quá, các anh chị sao, anh chị bán hết năm năm chục mã gì đó, anh chị bán hết ra, các anh chị trong một cái ngày đó anh chị mua hết tiền, ví dụ tiền anh chị có 1 tỷ, thì thường đó nếu anh chị đã clear hết, đây là cái mẹo của nó anh chị thôi, đó là anh chị clear hết thì anh chị mua lại một ngày 300 triệu thôi, bữa sau anh chị mua tiếp 300, hoặc là anh chị phải nghỉ một ngày để cái tiền của cái ngày đầu tiên đó 300 nó về tài khoản anh chị, và anh chị thấy thị trường nó không sao, anh chị mới mua tiếp 300 nữa, thì sao anh chị cũng phải chờ như vậy, thì đến khi 600 đã có đủ trong tài khoản, thị trường nó không sao thì chị mới mua tiếp 300 nữa, cứ như vậy, hoặc là tới margin là 300 nữa là 1,2 tỷ chẳng hạn, thì cứ từ từ chị đi đưa lên. Nhưng mà quan trọng là gì, khi giải ngân ở cái thị trường này chúng ta phải đảm bảo được cái mức T cộng của chúng ta là phải 70% trở lên, nếu không lỡ nó sụp thì chúng ta đi hết. Không biết khi nào nó sụp, nhưng chúng ta không được nên cực đoan là ngày nào cũng nói nó sụp, rồi lỡ chúng ta cứ cầm tiền rồi nó tăng hoài, rồi ngồi đó chờ mấy tháng trời qua hết tất cả con sóng tăng mới bắt đầu thấy thị trường này chắc nó ngon. Chắc nó ngon nha. Rồi thì xin chào anh chị nhà đầu tư, chúc anh chị một buổi tối, một buổi chiều tốt lành, chúng ta sẽ còn gặp lại ở buổi livestream tối nay.